Rồi đây là giờ cắp cơm. Dạ. Dạ, bà con mình mỗi người nhận hai bọc nha bà con. Bà con ơi đừng đi lên vậy, bà con đi từ phía sau lên đi, đừng có đi tắt ngang lên. Bà con cứ xếp hàng từ từ. Dạ. Dạ, bà con xếp hàng từ từ, chị Thủy vô lấy ra đi chị Thủy. Để đó đi cho bà con tao lấy. Dạ, bà con lấy từ từ. Rồi. Dạ. Đây là bà con xếp hàng để lấy đúng 10 giờ rưỡi thì chúng tôi phát. Rồi, bà con mỗi người hai bịch nha bà con. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ, dạ rồi. Dạ rồi. Rồi rồi. Phát ơi. Rồi bà con ai cứ tới trước lấy đi bà con. Đây là những phần cơm chay mỗi ngày đều đổi món để cho bà con ăn chay được dễ hơn. Tại vì có rất nhiều bà con lao động họ không có biết ăn chay, nhưng mà đồ ăn chay của mình thì có lẽ là bà con ăn ngon. Cho nên là hàng ngày có trên 300 người. Bữa nay thì chúng tôi đã tăng lên 350 phần mới đủ cấp cho bà con mình. Bếp ăn nấu từ 4 giờ sáng là chúng tôi đã nấu rồi với lực lượng là mười mấy người. Chờ chị một chút. Dạ. Dạ rồi.